kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Cái tát thẳng mặt bùi hiền của Viện Ngôn ngữ Việt Nam. Bài viết được đăng trên trang Facebook Thanh Phạm. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Việt Nam đã đưa ra ý kiến bác bỏ đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền vì cho rằng ông Bùi Hiền còn nhiều nhầm lẫn về chuyên môn và việc cải tiến chữ quốc ngữ hiện nay là không cần thiết. Xin trân trọng giới thiệu cho mọi người cùng biết những bất hợp lý trong đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền. Về mặt pháp lý, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền coi tiếng Việt tạm thống nhất lấy tiếng Hà Nội làm cơ sở ngữ âm cho việc xác định bảng chữ cái tiếng Việt theo tiếng Kinh. Trang 3 của bản đề xuất, điều này vi phạm nguyên tắc bình đẳng dân tộc bởi Hiến pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam coi tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia, có nghĩa là của trung toàn dân tộc Việt Nam, chứ không phải của chỉ một tộc người. Ngoài ra về mặt pháp lý, hiện nay chưa có văn bản chính thức nào của nhà nước quy định tiếng Hà Nội là tiếng chuẩn. Về mặt khoa học, phương án đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền nêu ra là rất lộn xộn, chắp vá và hoàn toàn không mang tính khoa học. Điều này thể hiện ở các điểm dưới đây. Thứ nhất là nghiên cứu khoa học không thể có cách diễn đạt mơ hồ như tạm thống nhất. Việc xác định tiếng nói vùng nào của Việt Nam làm chuẩn chính âm hiện chưa được khẳng định. Thứ hai, phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền đã có những nhầm lẫn cơ bản về mặt ngôn ngữ học. Trong tiếng Việt, tiếng Hà Nội không phải là tiếng có thể đại diện cho một diện mạo ngữ âm trung thực và khách quan của tiếng Việt. Trên thực tế, tiếng Việt có nhiều vùng phương ngữ, thổ ngữ khác nhau với các biến thể đặc điểm ngữ âm từ vựng khác nhau. Như vậy, nếu chỉ dựa vào hệ thống ngữ âm tiếng Hà Nội để làm cơ sở cải tiến chữ viết thì không phản ánh trung thực và đầy đủ ngữ âm tiếng Việt. Đề nghị của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền sẽ làm tăng vọt số lượng các từ đồng âm, đồng tự, gây khó khăn cho việc đọc, hiểu văn bản. Thứ ba, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền không phân biệt được các khái niệm ngữ âm, âm vị học, không phân biệt được âm và chữ, các con chữ mà ông đưa ra không liên quan gì tới đặc điểm ngữ âm của nó. Ông chưa nhận diện đầy đủ về hệ thống ngữ âm, âm vị học tiếng Việt. Bảng 16 nguyên âm được đề cập trong phần 2 của bảng đề xuất là không có cơ sở khoa học khi cho rằng có các âm vị e i e, o dài trong đối lập với e i e, o ngắn. Nhiều ví dụ dẫn ra khiến cho người đọc băn khoăn về sự tồn tại của nó trong tiếng Việt hay tính phổ biến của nó. Tác giả liệt kê âm vị y e, trong đối lập với y e cũng hoàn toàn không có cơ sở khi không được đưa các cặp đối lập tối thiểu âm vị học mà lại dẫn ra các biến thể chữ viết ti trong y e ngắn và ti trong y e dài điều này còn được thể hiện khi tác giả xử lý trường hợp nguyên âm đôi uo và tổ hợp bán nguyên âm w cộng với âm chính o giống nhau trường hợp chữ quốc trong chữ c và chữ quốc trong chữ q được thống nhất ghi thành quốc được thay bằng chữ k hay cua và qua được thống nhất ghi thành cua với chữ k theo phương án của tác giả ví dụ này cho thấy ông đã đi ngược lại với nguyên tắc một chữ ghi một âm và ngược lại của chính mình bên cạnh đó cách trình bày của ông trong bản đề xuất cũng thể hiện sự thiếu hiểu biết về cách ký hiệu phiên âm quốc tế phiên âm âm vị học được quy định chung của thế giới là trong gạch chéo và phiên âm ngữ âm được quy định chung của thế giới là trong móc vuông nếu đã không hiểu được các khái niệm căn bản nhất là âm tố âm vị ngữ âm học âm vị học thì làm sao có thể bàn tới việc xây dựng hay cải tiến cũng như sử dụng chữ viết cho ngôn ngữ của một cộng đồng dân tộc Thứ tư, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền không có sự hiểu biết về từ nguyên học và ngữ âm lịch sử tiếng Việt. Các chữ C, K, Q tuy dùng để ghi cùng một âm vị K, nhưng chữ cái z ZZ, R để ghi cùng một âm vị Z, CH, TR để ghi cùng một âm vị C trên bình diện đồng đại, nếu theo hệ thống ngữ âm tiếng Việt Hà Nội. Xong, về lịch sử, chúng ghi các phụ âm khác nhau trong tiếng Việt ở thời kỳ xuất hiện chữ quốc ngữ tại thế kỷ 17. Sở dĩ các linh mục dùng chữ GD để ghi các âm Z thời đó, vì khi đó, đối với các từ ghi ra gì trong tiếng Việt, thì cái con chữ GD này được dùng ghi một âm có đặc điểm về phát âm gần với phụ âm được ghi GD trong nhiều ngôn ngữ ở châu Âu. Việc đập nhập TR và CH và ghi bằng con chữ C cũng vậy. Thứ năm, đề xuất của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền đi ngược lại hoàn toàn với xu hướng chung của các nước sử dụng tự dạng Latin không có bất kỳ bộ chữ có tự dạng Latin nào, sử dụng chữ cái W để ghi âm vị ngờ. Đề nghị dùng W thay cho chữ ngờ sẽ phá vỡ tính hệ thống trong quan hệ ngữ âm và chữ, khiến cho người học khó học, khó nhớ. Cách làm này khiến cho người nước ngoài vốn quen với các hệ chữ viết tự dạng Latin khó tiếp nhận được chữ quốc ngữ, vì thế gây khó khăn cho việc phổ biến tiếng Việt, chữ Việt, chữ quốc ngữ ra quốc tế. Tương tự, không có bộ chữ dạng Latin nào sử dụng con chữ Q để ghi âm vị TH. Bên cạnh đó, việc tạo nên một con chữ mới để thể hiện phụ âm ngờ không thể gõ trên bàn phím máy tính gây khó khăn lớn trong việc sử dụng trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Điều này vi phạm nguyên tắc tiện dụng trong xây dựng chữ viết. Thứ sáu, tác giả còn đề xuất thêm tới bốn con chữ cái mới trong phương án cải tiến của mình. Điều này cho thấy hệ chữ viết của ông không tiết kiệm gọn nhẹ hơn so với phương án cũ. Thứ bảy, học tiếng Việt, chữ Việt là quyền lợi và trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau. Đề nghị cải tiến chữ quốc ngữ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền làm cho chữ quốc ngữ trở nên khác xa chữ viết của một số ngôn ngữ dân tộc thiểu số, phần lớn dựa trên tự dạng Latin. Vì thế gây khó khăn cho người dân tộc thiểu số tiếp thu chữ quốc ngữ. Về mặt thực tiễn, nếu cải tiến chữ quốc ngữ, theo đề xuất của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền thì nó sẽ làm vô hiệu hóa một kho văn liệu khổng lồ với các ấn phẩm được viết bằng chữ quốc ngữ, làm đứt gãy sự liên tục văn hóa của cả một dân tộc. Nếu muốn lưu giữ và truyền tải khối tri thức văn hóa của dân tộc cho các thế hệ mai sau, chúng ta sẽ phải tổ chức in ấn, chế bản lại. Đây là một việc làm cực kỳ tốn kém. Không chỉ có thế, sự thay đổi này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ các hoạt động kinh tế chính trị xã hội an ninh do thay đổi toàn bộ hệ thống văn bản giấy tờ dữ liệu hiện hành đang được công nhận trên toàn thế giới với tư cách là một loại chữ viết ghi lại ngôn ngữ dân tộc trải qua những phát triển lịch sử chữ quốc ngữ ngày nay đã trở thành một tài sản văn hóa vô cùng quý giá của người việt bản kiến nghị của phó giáo sư tiến sĩ bùi hiền chỉ là mong muốn của một cá nhân hoàn toàn không xuất phát từ nhu cầu của xã hội Chúng ta chưa có những điều tra về nguyện vọng của xã hội về vấn đề này, nhưng những phản ứng của cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua đã cho thấy điều đó. Chữ viết sau khi được xã hội thừa nhận là tài sản chung của mọi người, xã hội chưa có nhu cầu thay đổi, thì cá nhân không thể tùy tiện đề xuất thay đổi, đặc biệt là những đề xuất đó lại rất thiếu cơ sở khoa học như đã phân tích ở trên. Mặt khác, bản thân hệ thống chữ quốc ngữ hiện hành vẫn đang thực hiện rất tốt vai trò của mình trong đời sống của xã hội nước ta. Mặc dù có một số bất hợp lý, nhưng những bất hợp lý này là có thể chấp nhận được và không cản trở đến quá trình giao tiếp bằng tiếng Việt. Vì vậy, bất cứ một sự cải tiến nào cũng sẽ làm đảo lộn mọi lĩnh vực trong xã hội. Kết luận, đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền như đã phân tích là ý kiến của một cá nhân có thể có xuất phát từ mục đích tốt nhưng lại thiếu kiến thức chuyên môn hiểu biết chưa toàn diện về ngữ âm học ký tự học nên thiếu tính khoa học và thực tiễn không có tính khả thi trong tình hình chữ quốc ngữ đang vận hành hiệu quả như hiện nay viện ngôn ngữ học cho rằng hoàn toàn không nên và không cần thiết có bất kỳ cải tiến nào đối với chữ quốc ngữ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn hiệp viện trưởng viện ngôn ngữ học việt nam Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết vì sao Đà Nẵng cấm dạy sách công nghệ giáo dục của ông Hồ Ngọc Đại. Sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại chỉ phù hợp với những vùng có học sinh gặp khó khăn về phát âm hoặc phát âm không chuẩn. Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng cho hay, địa phương này không áp dụng thí điểm bộ sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại vào dạy thí điểm ở các trường của thành phố. Đây là bộ sách đang gây xôn xao dư luận bởi những bất cập và hạn chế của nó khiến cho cả phụ huynh và giáo viên đều bức xúc. Mô hình trường học mới VNEN đã nảy sinh nhiều bất cập, hạn chế khiến cho Đà Nẵng phải thu hẹp mô hình này. Hiện bộ sách này đang được thí điểm tại nhiều tỉnh thành phố, vậy tại sao Đà Nẵng lại không thí điểm bộ sách này? Trao đổi với báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Bình, trưởng phòng tiểu học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho rằng Mỗi chương trình dạy học đều có mặt tốt và mặt hạn chế riêng của nó. Mình không triển khai không phải là chê nó không hay nên không làm, mà ở địa phương đã có những sách chương trình ổn định nên không triển khai sách của thầy Đại. Cũng theo bà Bình, việc lâu lâu lại thí điểm một sách mới, phương pháp dạy mới thì rất vất vả cho cả giáo viên và học sinh. Mình không đánh giá chương trình đó như thế nào bởi ai đi sâu phải làm cái đó thì mới hiểu hết được cái ưu và cái nhược điểm của nó. Tuy nhiên, sách này thiên về ngữ âm nên rất tốt cho những nơi mà học sinh gặp khó khăn về phát âm. Tại những địa phương mà việc giao tiếp tiếng Việt gặp khó khăn thì họ sẽ làm. Với đối tượng là học sinh Đà Nẵng thì rất ổn về cách phát âm. Các em phát âm khá chuẩn. Về luật chính tả, các em cũng nắm được nên ngành giáo dục nhận thấy không cần thiết phải đưa một chương trình mới vào thay thế, bà Bình cho hay. Theo bà Bình thì sản phẩm của ông Hồ Ngọc Đại đã có từ lâu rồi. Trước năm 2000 chương trình này đã có rồi và triển khai trên diện rộng. Nhưng sau khi thay sách, tức là sau năm 2000 thì cả nước không thực hiện nữa. Tuy nhiên sau đó một ít năm thì một số địa phương vùng khó khăn lại thực hiện chương trình này để bổ trợ việc phát âm đánh vần cho học sinh. Vào thời điểm đó, công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về các địa phương triển khai thí điểm chương trình này trên tinh thần tự nguyện. Nếu địa phương này đăng ký thí điểm thì mới có tập huấn giáo viên cách dạy theo công nghệ giáo dục. Riêng Đà Nẵng thì không đăng ký thí điểm từ thời điểm đó. Ở Đà Nẵng, từ lúc mình về sở phụ trách từ năm 2009 thì cũng tiếp tục không thí điểm dạy sách này. Bởi đây là địa bàn nhỏ, học sinh phát âm tốt, việc đánh phần với chương trình hiện hành cũng đảm bảo các em nắm được và phát âm đúng. Mục đích của môn tiếng Việt là giúp cho các em đọc được, viết được, thì với chương trình hiện hành đã phục vụ tốt rồi. Do đó, mình cũng không phải thay đổi. Ngoài ra, theo quan điểm chung của ngành là cái gì đã ổn, thì không nên thay đổi, gây xáo trộn. Bà Bình cũng cho biết thêm, hiện trong bậc tiểu học của Đà Nẵng, ngoài những chủ trương chung thì ngành giáo dục địa phương cũng đưa ra nhiều phương pháp mới như dạy học kỹ thuật, phương pháp cầm tay nặn bột, mô hình trường học mới. Việc lựa chọn những cái mới này phải dựa trên thực tế sự cần thiết, đổi mới của quá trình dạy học. Còn những cái ổn định rồi thì thôi. Nhận xét về sách tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại, thì cái này nó chỉ hỗ trợ cho việc đánh vần, phát âm của học sinh. Sau đó, ngành giáo dục Đà Nẵng không nhất thiết phải thay đổi. Đà Nẵng từng triển khai thí điểm mô hình trường học VNEN tại một trường tiểu học ở xã Hòa Phú, Hòa Vang, sau đó nhân rộng ra một số trường khác. Nhưng qua một thời gian, số trường thực hiện mô hình này giảm dần. Các trường không nhân rộng mô hình này nhưng áp dụng những tiến bộ, hiệu quả của những mô hình vào việc dạy học như việc tổ chức lớp học hoặc việc giúp các em tự học, trang trí lớp học. Tuy nhiên, nếu nhân rộng toàn phần thì họ thấy phần sử dụng tài liệu dạy học cũng có nhiều hạn chế, có lỗi nên họ không thực hiện. Bà Bình cho biết